Xin chào các bạn. Khi nhắc đến các quốc gia giàu có ở khu vực châu Á, chúng ta có thể kể tên rất nhiều nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Qatar hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó thực sự là những nước giàu có phát triển, nhưng không đâu trong số những nước này sánh bằng Singapore về mặt thu nhập và cả số lượng những người giàu. Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về Singapore, nhưng nghe đi nghe lại có lẽ cũng không bao giờ biết chán về đất nước rất gần với Việt Nam của chúng ta, quốc gia được mệnh danh là Monaco của phương Đông hay con rồng châu Á. Hãy cùng với kênh Thông tin Đó Đây nói về những câu chuyện đặc biệt của người giàu tại Singapore để xem đất nước này giàu có và thịnh vượng tới mức nào. Như chúng ta đều biết, Singapore là một đất nước có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 728 km², tức là chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Việt Nam. Đây cũng là một trong ba quốc gia trên thế giới là những thành bang, tức là quốc gia trong thành phố. Ngoài ra còn có Monaco và Vatican. Dân số của họ năm 2021 vào khoảng hơn 5,9 triệu người, mật độ dân số khá đông. Với một đất nước có diện tích khiêm tốn, tài nguyên thiên nhiên vô cùng hạn chế, không có nguồn cung cấp nước sạch, không có đất canh tác, nhưng tất cả những bất lợi ấy đều được Singapore khắc phục để vươn lên trở thành đất nước giàu có hàng đầu châu Á. Nói về sự giàu có của Singapore thì phải nói ngay tới GDP bình quân đầu người. Năm 2020, GDP bình quân đầu người ở đây lên tới gần 60.000 đô la Mỹ, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác ở châu Á. Thực ra ở châu Á có hai vùng lãnh thổ mà GDP đầu người tương đương hoặc là cao hơn Singapore, đó là Hồng Kông Trung Quốc và Macau Trung Quốc. Nhưng đây là hai đặc khu hành chính của Trung Quốc nên chúng ta sẽ không đề cập tới họ trong video này. Với các quốc gia khác ở khu vực châu Á, GDP bình quân đầu người của Singapore là nhất, đơn giản là như vậy. Theo Ngân hàng Thế giới, trong những năm qua, năm mà Singapore có GDP bình quân đầu người cao nhất là 2018, lên tới gần 67.000 đô la Mỹ, tức là cao hơn cả những quốc gia nổi tiếng thịnh vượng của thế giới như là Đức, Nhật Bản hay Vương quốc Anh. Đó là một bước nhảy vọt của Singapore, bởi cần phải biết rằng năm 1960, nước này chỉ có thu nhập bình quân đầu người hơn 400 đô la Mỹ mà thôi. Hồi đó, vì có quá nhiều người nghèo nên Singapore có rất nhiều khu ổ chuột. Tổng sản phẩm quốc nội của họ chưa đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, năm 2020, GDP của Singapore đã lên tới hơn 339 tỷ đô la Mỹ theo Ngân hàng Thế giới. Có rất nhiều lý do đã giúp Singapore hóa rồng như hiện tại. Và một trong những lý do quan trọng nhất là tầm nhìn xa và sự sáng suốt của người lãnh đạo mang tên Lý Quang Diệu. Khi ông Lý Quang Diệu nhận trọng trách lãnh đạo Singapore, đây là một trong những nước tham nhũng lan tràn nhất, bất ổn chính trị là chuyện cơm bữa. Tuy nhiên, hiện Singapore đứng thứ 7 trong danh sách các quốc gia chống tham nhũng hiệu quả. Các chính sách tài chính và kinh tế của Singapore đều nhằm mục đích ngăn chặn tham nhũng và bất ổn chính trị. Thay vì để các khoản tiền bị rơi vào những cái túi không đúng, chúng được phân bổ cho người dân để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu nhấn mạnh vào sự phát triển của lĩnh vực công nghệ và kết quả là các công ty quốc tế đã biến Singapore thành trung tâm khu vực của họ. Ông thúc đẩy thương mại tự do, giúp Singapore nhận được nhiều đầu tư nước ngoài và từ những gã khổng lồ đa quốc gia như Sony, Microsoft, Apple, Google hay Panasonic. Để người dân cảm thấy hạnh phúc, ông Lý Quang Diệu thành lập Ban Phát triển Kinh tế và Ban Phát triển Nhà. Trong đó, Ban Phát triển Nhà đã biến Singapore trở thành một đại thành phố, giúp người dân thoát khỏi các khu ổ chuột bẩn thỉu, tới sống trong các khu nhà được quy hoạch và điều kiện sống được nâng cấp. Trong thập niên 1960, chỉ khoảng 9% dân số Singapore có cơ hội sống trong nhà ở xã hội giá rẻ do chính phủ trợ cấp. Đến nay, con số này hiện là hơn 80%. Đồng thời, chính phủ thu hút đầu tư nước ngoài bằng các chính sách ưu đãi thuế, tăng trưởng kinh tế và ổn định tỷ lệ thất nghiệp. Ông Lý Quang Diệu cũng chú trọng đặc biệt tới tiếng Anh để giúp Singapore vươn ra quốc tế. Ngôn ngữ này đã mở đường để Singapore trở thành nơi giao thoa thương mại quốc tế và cũng là điểm đến du học hàng đầu của sinh viên quốc tế, nhất là sinh viên Đông Nam Á. Người Singapore giỏi tiếng Anh cũng phần lớn nhờ vào tầm nhìn và chính sách song ngữ hợp lý của ông Lý Quang Diệu. Một trong những điều kiện giúp Singapore phát triển nhảy vọt là nhờ chính sách đầu tư nhiều vào công nghệ, đặc biệt là giai đoạn những năm 1970. Công nghệ và giáo dục được quan tâm đặc biệt tại Singapore. Vào thập niên 1980, Singapore là một trong những công xưởng sản xuất lớn của khu vực và là quốc gia sản xuất ổ cứng hàng đầu thế giới. Sau này là đến thời điểm phát triển ngành dịch vụ. Việc mở cửa sâu rộng đã giúp tỷ trọng ngành dịch vụ đóng góp vào GDP của Singapore tăng từ 24% vào năm 1985 lên đến hơn 70% vào năm 2017. Hàng loạt công ty đa quốc gia bắt đầu đặt trụ sở chi nhánh khu vực tại Singapore. Hiện tại, Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới, chứ không riêng gì ở châu Á. Từ một đất nước nghèo khó, Singapore đã vươn mình mạnh mẽ, dân chúng giàu lên và số người giàu cũng xuất hiện nhiều hơn. Hiện nay,
Cứ trung bình 100 hộ gia đình ở Singapore thì có đến 7 hộ là triệu phú. Trong 100.000 người Singapore đã có tới hơn 10 người sở hữu số tài sản trị giá 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Sự giàu có của Singapore dẫn đến giới siêu giàu của châu lục cũng đổ về đây nhiều hơn. Theo Nikkei Asia, giới siêu giàu đến với Singapore được chào đón nồng nhiệt. Cùng với sự vào cuộc của các tổ chức tài chính, chính phủ nước này mới đây cũng ban hành chính sách mới để tạo điều kiện cho hoạt động của các quỹ đầu tư. Ngay cả khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19, dòng tiền chảy vào Singapore vẫn mạnh. Singapore từ lâu đã trở thành điểm thu hút của những người giàu Trung Quốc, Indonesia và Malaysia. Họ thường đến để mua sắm, chơi baccarat tại sòng bạc hoặc khám sức khỏe tại các phòng khám đẳng cấp thế giới. Trong đại dịch, sự an toàn của Singapore càng khiến cho những người giàu đổ về đây nhiều hơn cùng với gia đình của họ. Chính sách của Singapore giúp những người siêu giàu định cư ở đây tương đối dễ dàng. Thông qua chương trình nhà đầu tư toàn cầu, quốc gia này cấp quyền thường trú nhanh chóng cho các doanh nghiệp hoặc gia đình đủ điều kiện. Nếu họ đầu tư khoảng 2,5 triệu đô la Singapore vào doanh nghiệp địa phương, một số quỹ nhất định hoặc văn phòng gia đình có tài sản ít nhất 200 triệu đô la Singapore. Giới siêu giàu tới đây khiến sân bay của Singapore đôi khi chật chỗ để máy bay cá nhân. Tìm được chỗ đỗ ở đây cũng khó. Số lượng siêu xe cũng được mua bán nhiều hơn. Hàng hóa dịch vụ cao cấp cũng trở nên đắt hàng hơn. Nhưng thôi, có lẽ chúng ta sẽ tạm gác lại câu chuyện về những con số để nói về cuộc sống tại Singapore. Nơi đây là mảnh đất mà rất nhiều người muốn đến du lịch một lần vì nó nổi tiếng là đất nước sạch sẽ và phát triển bậc nhất hành tinh. Ngay từ đầu, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã ra chỉ thị kêu gọi toàn bộ người dân tham gia trồng cây xanh vì chủ trương biến Singapore thành một điểm đến xanh và sạch nhất thế giới. Singapore có diện tích nhỏ bé nhưng hầu như mọi chỗ trống, mọi ngóc ngách đều được bao phủ bởi những tán cây xanh. Singapore được xem là thành phố có không gian sạch và xanh nhất thế giới. Ở Singapore, hành vi vứt rác thải, tàn thuốc hoặc bã kẹo cao su ở nơi công cộng hay đường phố sẽ bị xử phạt rất nặng. Có lẽ chúng ta đều từng nghe về điều này. Ngoài luật pháp nghiêm khắc thì người dân Singapore cũng có ý thức tự giác cao. Sự tự giác và chủ động của họ về vấn đề môi trường đã giúp cho chính phủ nước này tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ cho việc xử lý rác, bảo vệ môi trường và phòng chống ô nhiễm so với các quốc gia khác trong khu vực. Do điều kiện mặt bằng hẹp nên chính phủ Singapore có sự quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông rất khoa học và chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa không gian mà vẫn hiệu quả cao, đảm bảo sự mạch lạc và không bao giờ có tình trạng tắc đường. Ngoài ra, hiệu quả tiết kiệm của Singapore còn thể hiện ở việc quy hoạch các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ẩm thực ở ngay bên dưới tầng hầm các tòa nhà hay là văn phòng. Thêm vào đó, nước sạch cũng là thứ được tiết kiệm tuyệt đối ở Singapore. Giàu có, thịnh vượng và phát triển như thế, nhưng nếu nói rằng người dân Singapore vô cùng hạnh phúc, có lẽ là không đúng, hoặc điều đó không đúng với tất cả. Hai nguyên nhân quan trọng nhất là chi phí sinh hoạt quá cao và bất bình đẳng thu nhập rất lớn. Trong những năm trở lại đây, Singapore luôn dẫn đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, vượt qua cả London, New York. Phần lớn chi phí sinh hoạt đắt đỏ này đến từ biểu thuế xe hơi nặng, khiến Singapore trở thành nơi đắt nhất thế giới cho nhu cầu mua và sử dụng ô tô. Quốc đảo này cũng là nước đắt đỏ thứ 3 trong khoản mua sắm quần áo. Mặc dù vậy, những mặt hàng dịch vụ như chăm sóc y tế cá nhân, hàng gia dụng hay giúp việc tại nhà lại rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn khác. Số liệu thống kê của hãng CNBC cho thấy mức thu nhập bình quân hàng hóa của Singapore vào khoảng 3.270 đô la Mỹ một người, tức là khoảng hơn 74 triệu Việt Nam đồng. Sau khi nhận lương, người dân sẽ trích khoảng 20% thu nhập trên bỏ vào các tài khoản tiết kiệm bắt buộc, có thể dùng để chi trả hóa đơn y tế, nhà ở và giáo dục. Singapore có rất nhiều người giàu hoặc siêu giàu, triệu phú rất nhiều, nhưng sự chênh lệch giàu nghèo tại quốc đảo này cũng cao hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác. Xét theo chỉ số đo lường bất bình đẳng thu nhập, với hệ số từ 0 cho nước ít chênh lệch và 1 cho nước chênh lệch lớn nhất, Singapore đạt điểm 0,356 vào năm 2017, cao hơn so với những nước như là Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Vương quốc Anh. Hiểu nôm na là ở Singapore, người giàu thì rất giàu, mà người thu nhập không cao cũng rất nhiều. Sự chênh lệch thu nhập khiến cuộc sống của họ vất vả vì chi phí cao hơn. Bây giờ sẽ là một vài sự thật thú vị mà có lẽ các bạn ít biết về Singapore. Đây được coi là thành phố sư tử với biểu tượng sư tử Melian nổi tiếng. Điều này vốn được truyền cảm hứng từ một sự kiện hồi thế kỷ 14 khi hoàng tử Sang Nila Utama đã đi săn ở đây. Ông đã trông thấy một con vật di chuyển rất nhanh và được các cố vấn nói rằng đó là con sư tử. Nhưng thực tế hồi đấy không có sư tử ngoài tự nhiên của Singapore mà chỉ có hổ, nên có thể đó là một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng không sao, vì sư tử giờ đã trở thành một biểu tượng của cả nước Singapore. Ở Singapore có vườn quốc gia được vinh danh là di sản thế giới, và một trong những khu vực được yêu thích bậc nhất là vườn hoa phong lan. Nơi đây gọi là những cây lan VIP, Very Important Plant, cứ như những nhân vật quan trọng mà chúng ta hay gọi là Very Important Person hay là VIP vậy.
Nơi đây cũng từng là quốc gia đầu tiên tổ chức một vườn thú đêm vào năm 1994. Ngay cả các con thú cũng cần phải thức để phát triển du lịch. Năm 2019 đã có tới hơn 19 triệu du khách đến với Singapore, mang về nguồn thu lên đến hơn 27 tỷ đô la Mỹ, cho thấy du lịch Singapore phát triển đến như thế nào. Và có một chi tiết nữa là Singapore luôn có các hoạt động lễ hội, các sự kiện giải trí quanh năm suốt tháng để phục vụ người dân và khách du lịch. Nơi đây có chặng đua F1 Singapore trong phố rất nổi tiếng, nơi có rất nhiều hoạt động giải trí trong cả tuần chặng đua diễn ra. Nhưng tiếc là vì dịch bệnh nên giải đã không thể đua 2 năm nay. Singapore nhìn chung có rất nhiều điều hấp dẫn, một đất nước giàu có, phát triển mạnh, nhưng cũng có những bất cập nhất định trong đời sống của người dân, đặc biệt là chênh lệch giàu nghèo. Đó cũng là điều khó tránh khỏi, vì ở đâu cũng vậy mà thôi. Khoảng cách giàu nghèo luôn là một câu chuyện đau đầu. Hy vọng các bạn đã có một cái nhìn tổng quát về Singapore sau khi theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.